Kính chào cô chú anh chị, đây là cái gạo lứt của Điện Biên cho mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mấy cái loại gạo cho cô chú anh chị. Đây là những cái bao gạo mà bên mình sẽ đóng, và khi mà đóng ra thì sẽ đóng thành những gói một cân như thế này. Đây là những cái bao gạo mà bên mình chất sau khi mà đóng thì sẽ đóng nẻ, thì sẽ quay xuống đây đóng ở trong cái máy này. Cái máy này gọi là cái máy hút chân không. Cái máy hút chân không ấy, thì sau khi hút chân không thì nó sẽ thành những cái túi một cân giống như thế này. Đây. Ở đây là mình đang hút cái gạo này là gạo lứt Xén Cù. Và đây mình sẽ giới thiệu một số các cái loại gạo lứt Điện Biên mà bên mình đang bán cho cô chú anh chị xem. Ở đây mình sẽ có mấy loại đấy. Ví dụ như là cái loại gạo bên mình đang bán chạy đấy, là cái gạo này là gạo lứt đỏ. Cái gạo lứt đỏ này là gạo lứt đỏ dẻo và có giá thành là hợp lý nhất 35.000 đồng cho 1 kg cái gạo lứt đỏ dẻo này. Ngoài ra thì bên mình sẽ có cả cái gạo gạo này là gạo Xén Cù. Đây là cái gạo Xén Cù lương và có giá thành cũng là 35.000 đồng cho 1 kg. Đây là gạo Xén Cù lương, nó sẽ trắng trắng xanh xanh như thế này nha. Tất cả đều là gạo lứt Điện Biên hết. Thế thì đây nữa. Đây là toàn bộ ở đây là những cái túi đã hút chân không rồi, và đây là túi tất cả bên mình sẽ đóng một cân một túi. Và đây là gạo lứt đỏ. Ở phía bên này thì sẽ có gạo lứt đen. Gạo lứt đen và cái gạo lứt tam sắc thì đợt này giá sẽ lên. Giá gạo lứt đen thì đợt này nó rơi vào là 40.000 đồng cho 1 kg gạo lứt đen như thế này. Còn gạo lứt tam sắc thì sẽ là sự kết hợp của ba loại gạo lứt đen, lứt đỏ và lứt Xén Cù, và giá thành cũng là 40.000 đồng cho 1 kg. Ngoài ra thì ở bên mình sẽ có cả cái gạo này là gạo lếp lương. Thế thì gạo lếp lương thì cũng có giá thành là 40.000 đồng cho 1 kg. Bên mình cứ đóng hút chân không này là 1 cân một gói. Đây. Cái gạo này gạo Xén Cù đây, mọi người ăn cũng rất là nhiều. Đây là gạo lứt đỏ. Gạo lứt đỏ dẻo. Cái này là mình bán được nhiều nhất này. Ngày trước thì với gạo lứt đen thì khi mà nó chưa lên giá đấy thì mình bán được rất là nhiều, nhưng mà đợt này giá nó hơi cao. Cho nên là cô chú anh chị dùng nó ít hơn, mà mọi người chuyển sang cái gạo lứt đỏ là nhiều. Thì đó là một số các cái loại gạo. Gạo lứt thì như vậy là gạo lứt thường sẽ có 3 loại. Lứt đỏ này, lứt Xén Cù sẽ có 35.000 đồng một cân, và lứt đen thì là 40.000 một cân. Đó. Và ngoài ra gạo lứt tam sắc này nữa thì cũng có giá 40.000 một cân. Còn gạo lứt lương này thì dành cho những cô chú anh chị nào chúng ta nấu xôi chúng ta dùng nhiều. Đó là một số các cái loại gạo mà cô chú anh chị những người bị bệnh tiểu đường, hay là những người bị bệnh tiểu đường á, hay là những người ăn mà chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta sẽ sử dụng cái gạo lứt này nhiều. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu về gạo này thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt trên màn hình 0974010585 hoặc là 0999010585. Hai số mình đều có Zalo và Facebook cả, thì mọi người có thể nhắn tin theo một trong hai số Zalo đó. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.